Mến chào các bạn, Tủ sách nhỏ rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung video ngày hôm nay với nội dung những trang sách tiếp theo của cuốn sách Triệu Phú Nhà Bên của tác giả Thomas Stanley và William Danko. Rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho Tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn nhé. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe những trang sách tiếp theo. Chương 3. Thời gian, công sức và tiền bạc. Họ phân bố thời gian, sức lực và tiền bạc của mình theo những cách hiệu quả có lợi cho việc tích lũy của cải. Tính hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng đối với việc tích lũy tài sản. Lý do rất đơn giản. Những người đã trở nên giàu có đều biết cách phân bố thời gian, sức lực và tiền bạc của mình theo những cách phù hợp với mục đích gia tăng giá trị tài sản ròng. Mặc dù cả Paul lẫn Âu đều đặt ra những mục tiêu tương tự nhau là trở nên giàu có, nhưng khi nói đến lượng thời gian mà họ thực sự dành để theo đuổi mục tiêu này, thì hành động của cả hai nhóm hoàn toàn khác nhau. So với một Âu, thì mỗi tháng, lượng thời gian một Paul dành cho việc lên kế hoạch đầu tư tài chính nhiều gấp đôi. Có một mối tương quan mật thiết giữa việc lập kế hoạch đầu tư và việc tích lũy tài sản. Các Âu thường bỏ ra ít thời gian hơn các Paul trong việc tham vấn các chuyên viên đầu tư, tìm kiếm nguồn kế toán chất lượng cao, luật sư và các cố vấn tài chính, cũng như tham gia các buổi hội thảo về hoạch định đầu tư. Ngược lại, các Paul lại tốn ít thời gian để ngồi băn khoăn về tình hình tài chính kinh tế của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy các vấn đề mà Âu thường lo nghĩ nhiều hơn các Paul là không đủ giàu để nghỉ hưu một cách an nhàn thoải mái, không bao giờ tích lũy được một khối tài sản đáng kể. Những mối lo nghĩ này đúng là rất thiết thực. Song vấn đề là thời lượng các Âu đổ vào đề tài này thường chỉ là buồn phiền, than thở và chán nản. Họ ít khi chịu đứng dậy làm điều gì đó cụ thể, tích cực nhằm thay đổi thói quen tiêu xài quá nhiều và đầu tư quá ít. Giới trí thức thường là Paul hay Âu? Trí thức thường là những chuyên gia tài năng và có tay nghề cao, và thu nhập trung bình hàng năm của một người, bác sĩ chẳng hạn, là hơn 300.000 đô la. Thế nhưng, mặc dù thu nhập cao, nhưng đa số họ lại có khối lượng tài sản tích lũy tương đối thấp. Nguyên nhân là họ chi tiêu rất nhiều, song đầu tư lại không bao nhiêu. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng giới y khoa nói chung không có thói quen tích lũy tài sản. Trên thực tế, trong tất cả những nghề nghiệp thu nhập cao, thì khuynh hướng tiết kiệm tài sản của các bác sĩ là rất thấp. Và tỷ lệ Paul trên Âu trong nghề nghiệp bác sĩ là 1 trên 2, tức là cứ một bác sĩ là Paul thì lại có đến hai bác sĩ là Âu. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Nhiều người nói với chúng tôi rằng bạn có thể trông mặt mà bắt hình dong, tức là người ta trông chờ những bác sĩ, luật sư, chuyên viên kế toán bằng cấp cao sẽ phải thể hiện một lối sống tương xứng với năng lực chuyên môn của mình. Bạn đánh giá những chuyên gia mà mình thường tiếp xúc như thế nào? Quá nhiều người hay đánh giá họ qua những yếu tố bên ngoài. Họ sẽ được điểm cộng nếu mặc quần áo đắt tiền, lái xe hơi xa xỉ và sống trong khu dân cư cao cấp. Người ta mặc định rằng một người sống trong căn nhà giản dị và đi một chiếc xe bình dân đã 3 năm tuổi thì rất có khả năng chuyên môn của anh ta chỉ thuộc loại xoàng, thậm chí là kém cỏi, bất tài. Rất hiếm ai đánh giá năng lực của những người họ chọn hợp tác bằng những tiêu chí về giá trị tài sản ròng. Nhiều người đã nói với chúng tôi rằng họ buộc phải tỏ ra thành đạt theo cách đó để thuyết phục khách hàng của mình tin rằng đúng là họ thành đạt. Tất nhiên, bao giờ cũng có ngoại lệ, nhưng có thể nói những người dành nhiều năm ở trường đại học có xu hướng chi tiêu nhiều hơn so với những người có trình độ học vấn thấp hơn. Đã thành quy luật, tổng chi tiêu trong gia đình trí thức luôn cao hơn mặt bằng chung. Còn yếu tố nào giải thích cho việc có quá nhiều trí thức nằm trong danh sách Âu nữa? Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, nhìn chung họ không ích kỷ. Tính trung bình, phần trăm thu nhập đóng góp cho những mục tiêu tốt đẹp của họ cao hơn so với những người kiếm được nhiều tiền khác. Họ cũng ít khi được hưởng thừa kế từ cha mẹ. Những anh chị em trong gia đình có trình độ học vấn thấp hơn họ mới chính là những người nhận được phần thừa kế lớn hơn. Trong một số trường hợp, cha mẹ còn yêu cầu họ giúp đỡ các anh chị em kém may mắn hơn mình. Một chi tiết đáng lưu ý nữa là giới trí thức thường dành rất nhiều thời gian để làm việc, trung bình khoảng 8 đến 10 tiếng một ngày. Do đó, hầu hết thời gian, sức lực và trí tuệ của họ dành cho công việc. Do vậy, họ có xu hướng bỏ bê tình hình kinh tế của mình. Một số người thấy rằng làm việc vất vả sẽ đem lại thu nhập cao, và khi đó, họ cũng chẳng cần phải lập ngân sách cho gia đình mình nữa.
Một số người còn hỏi vặn, tại sao họ phải lãng phí thời gian cho việc lập kế hoạch chi tiêu và đầu tư, trong khi họ có thể kiếm được nhiều tiền. Nhiều Âu có thu nhập cao cũng đồng tình như vậy. Tuy nhiên, các Pâu thường cảm thấy ngược lại. Với họ, tiền bạc là một nguồn lực không nên hoang phí. Họ biết rằng lập kế hoạch, lên ngân sách và sống tiết kiệm là những việc cần làm để tích lũy của cải. Dù thu nhập của họ rất cao, mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng họ vẫn giữ những mức sống thấp hơn khả năng cho phép để có thể trở nên độc lập về tài chính khi đến tuổi nghỉ hưu. Họ hiểu rằng nếu không độc lập về tài chính, họ sẽ còn mất thêm nhiều thời gian lẫn sức lực để lo lắng về tương lai của mình. Các mục tiêu tài chính, nói là làm. Nhiều Paul và Âu thu nhập cao có chung các mục tiêu liên quan đến việc tích lũy của cải. Ví dụ, hơn 3/4 số người trong cả hai nhóm cùng đề ra những mục tiêu sau đây. Trở nên giàu có trước khi về hưu, gia tăng tài sản, trở nên giàu có thông qua việc gia tăng giá trị vốn, vừa tích lũy vốn, vừa bảo toàn giá trị tài sản sẵn có. Nhưng một loạt mục tiêu rành mạch như thế không nhất thiết đồng nghĩa với việc người lập ra chúng cam kết sẽ hoàn thành. Ai chẳng muốn giàu có. Nhưng phần lớn trong chúng ta lại không dành đủ thời gian, công sức và tiền bạc cần thiết để tìm kiếm thêm cơ hội thực hiện hóa mục tiêu đó. Phân bổ thời gian. Phần lớn các Pâu đều đồng ý với các nhận định sau, trong khi phần lớn các Âu thì không. Tôi dành nhiều thời gian để lên kế hoạch cho tương lai tài chính của mình. Tôi thường xuyên có đủ thời gian để quản lý các thương vụ đầu tư một cách đúng đắn. Khi phân bổ thời gian, tôi đặt vấn đề quản lý tài sản của mình lên trước những hoạt động khác. Ngược lại, các Âu có xu hướng đồng tình với những tuyên bố sau. Tôi không có thời gian để suy nghĩ đến việc đầu tư. Đơn giản là tôi quá bận, không thể dành nhiều thời gian cho các vấn đề tài chính của mình được. Qua đó chúng ta thấy lượng thời gian mà các Pâu và Âu dành cho việc lập kế hoạch đầu tư trong thực tế rất khác nhau. Lập kế hoạch là thói quen thường thấy ở những người có khuynh hướng tích lũy tài sản rõ rệt. Lập kế hoạch và tích lũy tài sản có liên quan mật thiết với nhau, ngay cả đối với những nhà đầu tư có thu nhập khiêm tốn. Sau khi nghiên cứu về giới nhà giàu, chúng tôi phát hiện ra một điều thú vị hơn nữa liên quan đến lý do nhiều người lại dành quá ít thời gian để lập kế hoạch đầu tư như vậy. Những người ít khi lập kế hoạch đầu tư hoặc bỏ luôn bước này thường cảm thấy như các đối tượng tham gia khảo sát dưới đây. Chuyện đấy vô vọng thôi. Tôi không tài nào có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch đó. Chúng tôi chưa bao giờ làm ra quá nhiều tiền, nhưng càng kiếm được nhiều tiền hơn, bao nhiêu thì chúng tôi càng thấy như mình tích lũy được ít hơn đi bấy nhiêu. Công việc đã chiếm hết thời gian của chúng tôi rồi. Tôi không có 20 tiếng một tuần để lãng phí tiền của mình vào trò chơi đầu tư may rủi. Chúng tôi nhận thấy những Pâu có thu nhập bậc trung dành 8,4 tiếng đồng hồ mỗi tháng và dành khoảng 100 tiếng mỗi năm để lập kế hoạch đầu tư. Một năm có 8.760 tiếng, tức là các Pâu dành xấp xỉ 1,2% trong quỹ thời gian của họ cho việc hoạch định đầu tư. Các Âu, bình quân họ dành 4,6 tiếng mỗi tháng và khoảng 55,2 tiếng mỗi năm để lập kế hoạch đầu tư. Nói cách khác, tính bình quân mỗi tháng, số giờ Pâu bỏ ra để lập kế hoạch nhiều hơn 83% so với các Âu. Các Âu chỉ dành 1/160 quỹ thời gian của mình cho kế hoạch đầu tư, trong khi con số này của các Pâu là 1/87. Liệu các Âu có thể tự động trở thành các Pâu chỉ bằng cách gia tăng gấp đôi số giờ lên kế hoạch đầu tư hay không? Dường như là không. Lập kế hoạch chỉ là một trong nhiều yếu tố quan trọng của việc làm giàu. Hầu hết các Pâu đều có lịch lập kế hoạch hết sức quy củ. Mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm họ đều lên kế hoạch cho hoạt động đầu tư. Thói quen này cũng hình thành trong đời họ sớm hơn nhiều so với các Âu. Mặt khác, các Âu rất giống với những người béo phì, thỉnh thoảng lại nhịn đói để mong giảm cân. Nhưng thông thường, sau đó họ lại trở về như cũ, thậm chí còn mập mạp hơn trước. Bước sang một năm mới, có thể Âu sẽ khởi động bằng một danh sách các mục tiêu đầu tư đa dạng. Những mục tiêu này có lẽ là thành quả của vài ba ngày quyết liệt lên kế hoạch cho số tiền sẽ dành để đầu tư. Kế hoạch đó cũng có thể bao gồm cả một chiến dịch thắt chặt chi tiêu đối với các sản phẩm và dịch vụ xa xỉ. Và thông thường, cái kế hoạch gây sốc cùng những thay đổi tích cực kèm theo lối sống ấy lại quá khắt khe đến nỗi cuối cùng nó chẳng đem lại kết quả gì. Trong trường hợp này,
một Âu điển hình sẽ nhanh chóng vỡ mộng với mô hình làm giàu mới. Chẳng mấy chốc, anh ta sẽ lại rơi vào guồng quay cũ, phá vỡ kế hoạch đầu tư nhiều hơn, tiêu xài ít hơn. Nhiều Âu tưởng rằng một kế hoạch được chuẩn bị thật chuyên nghiệp trong nháy mắt sẽ biến họ thành Paul ngay. Nhưng ngay đến những kế hoạch tài chính ưu việt nhất cũng chỉ là đồ bỏ nếu bạn không tuân thủ chúng. Thật tức cười là lúc nào các Âu cũng nghĩ rằng người khác có thể giảm cân dùm họ. Trong những trường hợp như vậy, các Âu nên tìm hiểu cách làm của các Paul. Đều đặn hàng tháng, các Paul lên kế hoạch từng chút một và xin nhắc lại, việc này với họ mất chừng 8 tiếng mỗi tháng. Có lẽ các Âu sẽ chịu lập kế hoạch nhiều hơn nếu họ biết rằng việc đó không đòi hỏi họ phải bỏ ra công việc hàng ngày của mình. Các Paul tích lũy tài sản từ từ, đều đặn. Họ không quyết liệt như một chiến binh, mà họ có lịch trình hợp lý để cân bằng giữa làm việc, lập kế hoạch, đầu tư và chi tiêu. Yếu tố công việc cũng là một phần quan trọng để giải thích sự khác biệt giữa các Paul và Âu. Nghiên cứu của chúng tôi về những đối tượng có thu nhập bậc trung cho thấy tỷ lệ những người lao động tự do ở hai nhóm Paul là 59,1% và Âu là 24,7%. Theo đó, trở thành lao động tự do thường cho chúng ta một lợi thế đáng kể trong việc lập kế hoạch đầu tư. Trong khi đó, hầu hết những người làm công ăn lương lại bị cột chặt vào một danh sách dài dằng dặc những nhiệm vụ cần hoàn thành. Điều đó khiến việc lập kế hoạch đầu tư chiến lược trở thành thứ yếu. Tích cực hay không tích cực? Đến 95% số triệu phú tham gia khảo sát của chúng tôi đều sở hữu cổ phiếu. Phần lớn họ có tối thiểu là 20% tổng tài sản nằm dưới dạng cổ phiếu giao dịch công khai. Tuy nhiên, bạn sẽ phạm sai lầm nếu nghĩ họ là những nhà buôn chứng khoán tích cực. Đa số bọn họ không nương theo những biến động lên xuống hàng ngày của thị trường. Đa số không sáng sáng lại nhấc máy gọi cho nhân viên môi giới chứng khoán để hỏi hôm nay thị trường ra sao. Và đa số không mua bán cổ phiếu chỉ vì tình cờ đọc được mấy bài phân tích tài chính trên báo. Nhà đầu tư tích cực không phải là người ngày nào cũng theo dõi sát mọi biến động của thị trường và tiến hành những thương vụ mua bán chớp nhoáng. Trong số những triệu phú mà chúng tôi đã phỏng vấn, chưa đến 1% sở hữu cổ phiếu theo cách bạn nghĩ. Chỉ có 1% giữ cổ phiếu trong khoảng một tuần. Chưa đến 7% các nhà đầu tư giữ cổ phiếu khoảng một tháng. Có đến 9% trong số những triệu phú mà chúng tôi phỏng vấn nắm giữ cổ phiếu khoảng một năm. Trong khi đó, hơn 32% nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu hơn 6 năm. Và có đến 42% số triệu phú tham gia cuộc khảo sát cho biết họ không hề bán đi dù chỉ là một cổ phiếu trong các danh mục đầu tư họ đang nắm giữ. Rất khó tìm được một triệu phú đầu tư tích cực để phỏng vấn. Có lẽ những người này là mục tiêu lý tưởng đối với các nhân viên môi giới cổ phiếu. Nhưng họ chỉ chiếm một phần nhỏ trong giới triệu phú. Quả thực, số lượng nhà đầu tư tích cực không phải là triệu phú, đông hơn số nhà đầu tư tích cực đồng thời là triệu phú. Nguyên nhân là do mỗi lần mua bán, bạn lại tốn một khoản phí đáng kể, trong đó có phí môi giới. Vậy hãy xem bạn sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền nếu cứ mua rồi bán liên tục hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Thông thường, các nhà đầu tư tích cực dành thời gian để mua bán và trao đổi, thay vì nghiên cứu và lập kế hoạch đầu tư. Ngược lại, các triệu phú dành nhiều thời gian để nghiên cứu sâu hơn và số lần họ bán cổ phiếu thì ít hơn. Do đó, họ có thể tập trung thời gian và sức lực, những nguồn lực cần thiết để nâng cao tầm hiểu biết về cổ phiếu của các công ty nhỏ ít được chú ý trên thị trường. Chúng tôi cũng quan tâm đến thói quen tích lũy tài sản của nhân viên môi giới cổ phiếu. So với những lĩnh vực khác, nhân viên môi giới cổ phiếu có thu nhập tương đối cao. Họ có quyền tiếp cận với lượng dữ liệu nghiên cứu khổng lồ. Bên cạnh đó, họ phải trả ít hơn những người khác khi giao dịch chứng khoán, vì họ tiết kiệm được khoản hoa hồng. Nhưng không phải tất cả các nhà cố vấn đầu tư thu nhập cao này đều giàu có. Chúng tôi đã phỏng vấn nhiều nhân viên môi giới cổ phiếu về vấn đề này, và câu trả lời sau đây đã nói lên tất cả. Đáng lẽ tôi đã giàu nếu tôi chịu giữ cổ phiếu của mình, nhưng ngày nào tôi cũng phải nhìn màn hình điện tử và theo dõi các biến động. Bạn hãy nhớ rằng thu nhập hàng năm của nhân viên môi giới này cao hơn 200.000 đô la, nhưng anh ta lại là một nhà đầu tư hết sức tích cực, hiếm khi nào cho phép khoản tiền của mình bỏ ra đầu tư kịp sinh sôi nảy nở trước khi tiến hành tái đầu tư. Bất cứ khoản lợi nhuận thực trong ngắn hạn nào mà anh ta thu được
cũng bị đánh thuế ngay tức khắc. Tuy nhiên, anh ta không phải kiểu nhân viên môi giới mà một triệu phú thích hợp tác. Họ thích những nhà đầu tư kém tích cực hơn. Họ thích làm việc với những người tự tin với quyết định mua cổ phiếu trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và sau đó nắm giữ chỗ cổ phiếu đó. Chương 4. Chiếc xe không làm nên con người. Họ tin rằng sự độc lập về tài chính quan trọng hơn việc phô bày đẳng cấp xã hội. Ông Alan, một tay gây dựng cơ đồ giá trị nhiều triệu đô la. Thế nhưng, ông cùng vợ mình vẫn sống trong ngôi nhà 3 phòng ngủ ở khu dân cư trung lưu suốt gần 40 năm nay. Ông sở hữu và quản lý 2 công ty sản xuất ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Kể từ khi kết hôn đến giờ, ông vẫn đi chiếc xe hơi loại lớn hiệu General Motors. Ông Alan nói rằng ông chưa từng dốc túi ra mua bất kỳ chiếc xe hay sản phẩm cao cấp nào. Các công ty cũng như gia đình của ông đều được điều hành hết sức hiệu quả. Năng suất của 2 công ty cộng với thói quen chi tiêu có kế hoạch của gia đình ông đã tạo ra rất nhiều tiền. Những đồng tiền này lại được tái đầu tư vào 2 công ty, vào bất động sản thương mại và cổ phiếu phổ thông của nhiều tập đoàn danh tiếng ở Mỹ. Ông Alan chính là trường hợp mà chúng tôi gọi là một Paul. Giá trị tài sản ròng của ông cao gấp 10 lần mức kỳ vọng dành cho những người có cùng thu nhập và độ tuổi. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Alan đã giúp đỡ rất nhiều doanh nhân tự doanh khác. Ông như người thầy của hàng chục chủ doanh nghiệp và đã cứu nhiều công ty khỏi cảnh làm ăn sa sút bằng cách hỗ trợ tài chính cho các giám đốc đang gặp khó khăn. Trừ những người thể hiện lối sống theo triết lý, mũ thì to mà bò thì chẳng có. Theo quan điểm của ông, những người đó sẽ không bao giờ có khả năng trả được nợ nần. Ông nói, loại người này chỉ tiêu xài và tiêu xài, chưa kiếm được đồng nào nhưng đã nghĩ tới chuyện tiêu tiền rồi. Ông Alan cũng như những người đã được ông giúp đỡ về tài chính, chưa bao giờ lấy việc tỏ ra giàu có làm lẽ sống. Theo ông Alan, thì đó là lý do giúp ông đạt được sự độc lập về tài chính. Nếu mục tiêu của bạn là trở nên an toàn về tài chính, thì chắc chắn bạn sẽ đạt tới thôi. Nhưng nếu động lực của bạn là kiếm tiền để tiêu xài vào cuộc sống tiện nghi, thì bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đó. Nhiều người chưa bao giờ với tới sự độc lập về tài chính lại có niềm tin hoàn toàn khác. Khi chúng tôi hỏi về động lực, họ đều nói đến công việc và sự nghiệp. Nhưng khi chúng tôi hỏi tại sao họ lại làm việc cật lực như vậy, tại sao họ lại chọn nghề nghiệp ấy, thì câu trả lời của họ lại khác xa với của ông Alan. Họ là những Âu, mà các Âu, đặc biệt là thành phần có thu nhập cao, làm việc để có tiền tiêu, chứ không phải để đạt hoặc trở nên độc lập về tài chính. Các Âu nhìn cuộc đời như những nấc thang xa xỉ, qua bậc này thì phải lên bậc cao hơn. Thế thì ai là người tìm thấy niềm vui trong lao động? Ai thực sự hài lòng với sự nghiệp của mình? Paul hay Âu? Trong phần lớn những trường hợp mà chúng tôi đã xem xét, Paul là những người yêu công việc, còn phần không nhỏ là các Âu thì làm việc vì họ cần chu cấp cho những thói quen tiêu dùng tốn kém của mình. Kiểu người như vậy cùng với những động cơ của họ khiến ông Alan thấy chướng tai gai mắt. Ông đã có rất nhiều lần tuyên bố, đừng bao giờ để cho tiền thay đổi giá trị một con người. Việc kiếm tiền chỉ như một bản báo công, là cách để bạn cho mọi người thấy mình đã và đang làm được gì. Làm ơn đừng tặng tôi Rolls Royce. Ông Alan vô cùng sáng suốt trong những quan điểm về Âu. Về bản chất, ông cảm thấy nhiều người đã để vật chất thay đổi con người của mình. Nếu bạn có được một món đồ xa xỉ nào đó, thì khả năng bạn sẽ mua thêm những món đồ khác để ghép vào bức chân dung thượng lưu của mình. Cứ như thế, chẳng mấy chốc, toàn bộ lối sống của bạn sẽ thay đổi theo. Ông Alan hiểu rõ sự bổ trợ giữa những sản phẩm cao cấp và lối sống tiêu dùng cao, nên ông không mua bất kỳ món đồ nào như thế. Với ông, chúng là mối đe dọa đối với lối sống có phần đơn giản nhưng rất hiệu quả mà ông đang tuân thủ. Việc làm giàu không thay đổi lối sống của bạn. Đến từng này tuổi rồi mà tôi vẫn không muốn thay đổi cách sống của mình. Gần đây, giá trị và những mối ưu tiên của ông Alan đã được kiểm chứng. Vài người trong số những nhân vật từng nhận sự giúp đỡ của ông Alan quyết định mua một món quà sinh nhật thật đặc biệt để tặng ông. Họ cho rằng đấy là một cử chỉ thiện ý. Nhưng cho dù ai tặng đi chăng nữa, bạn bè hay cha mẹ, thì không phải lúc nào món quà sang trọng cũng phù hợp với những giá trị và lối sống của người nhận quà. Và thường thì những món quà như thế chỉ gây sức ép lên người nhận, buộc họ phải chi thêm thật nhiều, nhiều hơn nữa để hoàn thiện bức tranh tổng thể. Như ông Alan, siêu Paul, đã chia sẻ với chúng tôi, gần đây có một chuyện lý thú xảy ra. Tôi phát hiện ra mình được tặng một món quà bất ngờ từ vài người bạn làm ăn thân tín, một chiếc Rolls Royce.
Nó được đặt hàng riêng cho tôi, màu đặc biệt, nội thất đặc biệt. Họ đặt nó từ khoảng 4 tháng trước khi tôi biết được về nó. Vẫn còn khoảng 5 tháng nữa trước khi giao xe. Làm sao anh có thể tới và nói với người muốn tặng anh chiếc Rolls Royce rằng anh không muốn nhận nó đây? Tại sao ông Alan lại muốn từ chối một món quà quá tuyệt vời như vậy? Chẳng có gì ở chiếc Rolls Royce ấy phù hợp với cuộc sống của tôi hết. Tôi cũng không muốn phải thay đổi cuộc sống của mình cho phù hợp với chiếc xe ấy. Tôi không thể quẳng sâu cá lên ghế sau của nó như tôi vẫn làm mỗi lần đi câu. Mà nhân đây, tôi phải đưa tất cả mọi người tới chỗ cái hồ ấy mới được. Cuối tuần nào tôi cũng đi câu. Chúng tôi biết một số khu câu cá nước ngọt tuyệt vời để chiếc thuyền câu chỗ kia kìa. Khi đi câu về, ông Alan có thói quen quẳng chỗ cá câu được lên ghế sau của chiếc xe nội địa bình dân đã cũ của mình. Hành động ấy chắc chắn là không phù hợp chút nào khi ông lái một chiếc Rolls Royce đến hồ câu. Sẽ thật lệch pha, ông Alan sẽ không thấy thoải mái với chiếc xe như vậy. Do đó, ông phải thay đổi hành vi của mình bằng cách bỏ đi câu hoặc từ chối món quà. Chúng ta hãy bàn thêm về tình thế tiến thoái lưỡng nan của ông Alan. Văn phòng của ông đặt tại nhà máy sản xuất nằm trong khu công nghiệp cũ. Một chiếc Rolls Royce có lẽ sẽ không ăn nhập gì với khung cảnh đó. Và tất nhiên, ông Alan không muốn có tới 2 chiếc xe. Chẳng để làm gì. Hơn nữa, ông cảm thấy một chiếc xe xa xỉ sẽ khiến nhiều nhân viên của mình xa lánh. Có thể họ sẽ có cảm giác rằng ông chủ đang bóc lột họ. Nếu không thì làm sao ông ta có thể mua nổi chiếc xe đắt chừng ấy? Ngoài ra, ông còn một vài nỗi băn khoăn khác. Với chiếc Rolls Royce, tôi không thể đến vài nhà hàng rẻ tiền mà tôi vẫn thích lui tới. Vậy nên, thôi cảm ơn anh. Thế là tôi phải gọi điện nói rằng, tôi thực sự phải nói với anh điều này, tôi không muốn chiếc xe đó. Thứ đó hoàn toàn không quan trọng, còn nhiều thứ khác vui hơn, thú vị hơn để làm. Ông Alan thấy rằng nhiều món đồ xa xỉ sẽ có thể trở thành gánh nặng, nếu không muốn nói coi nó là chướng ngại vật. Đối với mục tiêu độc lập về tài chính, cuộc sống vốn đã đủ gánh nặng rồi, sao phải chất thêm làm gì nữa? Mua xe theo phong cách các triệu phú. Các triệu phú mua xe cộ như thế nào? Khoảng 81% có xe riêng, số còn lại đi thuê, chỉ có 23,5% đang dùng xe mới. Phần lớn không mua chiếc xe nào trong 2 năm gần nhất. Thực ra, có tới 25,2% triệu phú không mua xe trong ít nhất 4 năm qua. Các triệu phú thường bỏ ra bao nhiêu tiền để mua xe? Bình quân một triệu phú trả 24.800 đô la cho chiếc xe mới nhất của mình. Lưu ý rằng 30% chỉ chi 19.500 đô la trở xuống. Trong khi đó, trung bình một người Mỹ trả 21.000 đô la cho chiếc xe mới nhất của anh ta. Và con số này chẳng thấp hơn là bao so với mức trung bình 24.800 đô la của các triệu phú. Chưa kể, không phải triệu phú nào cũng mua xe mới. Gần 37% triệu phú nói rằng chiếc xe gần đây họ mua là đã qua sử dụng. Chưa kể, nhiều triệu phú còn cho biết chiếc xe này có giá thấp hơn những chiếc xe họ lái trước đó. Bạn có thể nhìn thấy tất cả những việc này theo một cách khác. Bình quân, một triệu phú trong khảo sát của chúng tôi chi khoảng 29.000 đô la cho chiếc xe đắt nhất của mình. Con số này chiếm chưa đến 1% tổng giá trị tài sản ròng của ông ấy có. Bình quân, một người mua xe ở Mỹ có tài sản ròng bằng chưa đến 2% tài sản của triệu phú nói trên. Vậy số tiền mà họ bỏ ra để mua xe có bằng 2% số tiền mà triệu phú bỏ ra hay không? Tức là khoảng 580 đô la, 2% của 29.000 đô la. Tính bình quân một người mua xe ở Mỹ bỏ ra số tiền tương đương với ít nhất là 30% tổng giá trị tài sản ròng của họ. Từ căn cơ đến giàu có. Lối sống căn cơ là một lý do quan trọng giúp nhóm khách hàng bình thường và thích mua xe cũ trở nên giàu có. Sống căn cơ giúp họ có nhiều tiền để đầu tư. Quả thực, họ dành ra 1% đáng kể trong thu nhập hàng năm của mình để đầu tư. Nhiều hơn bất cứ nhóm nào trong 3 nhóm khách hàng còn lại. Họ cũng làm tương tự với phần họ dành để kế hoạch lương hưu của mình. Như bạn có thể đã đoán ra, tỷ lệ POW trong nhóm khách hàng này là cao nhất. Đây cũng là nhóm nhiều khả năng đồng ý với tuyên bố sau. Gia đình tôi hoạt động dựa trên một ngân sách hàng năm được cân nhắc kỹ càng. Để có thể lên ngân sách một cách hợp lý, bạn phải ghi chép lại mọi khoản chi tiêu. Ở đây, một lần nữa, nhóm khách hàng bình thường thích mua xe cũ lại kỹ tính hơn cả 3 nhóm còn lại. Nhiều người trong số họ cũng thừa nhận rằng, tôi biết hàng năm nhà mình chi tiêu bao nhiêu cho thực phẩm, quần áo và nhà ở. Các khách hàng bình thường và thích xe cũ cũng thích lùng quần áo ở giá hời. Tỷ lệ những người đồng ý với tuyên bố dưới đây cũng khá cao.
Tôi chưa bao giờ mua một bộ quần áo mà không phải là hàng giảm giá. Các khách hàng bình thường và thích mua xe cũ hâm mộ các cửa hàng giảm giá hơn bất cứ nhóm khách hàng mua xe nào khác. Điều này được chứng minh bằng các phản ứng tích cực với tuyên bố sau. Tôi thường mua quần áo ở các đại lý. Ngoài ra, trong 4 nhóm triệu phú mua xe hơi, thì nhóm này cũng thường xuyên mua đồ ở các cửa hàng giá rẻ hơn cả. Tính bình quân, họ chi tiêu ít hơn đáng kể ở rất nhiều danh mục sản phẩm. Họ cũng là nhóm chứng tỏ được bản tính căn cơ của mình rõ nhất. So với các triệu phú khác, số tiền họ chi cho một chiếc đồng hồ đeo tay bằng khoảng 59%, cho một bộ quần áo khoảng 83% và cho một đôi giày bằng 88%. Đa số mọi người thường không có khả năng làm thu nhập tăng lên đáng kể, tức là sẽ bị hạn chế trong việc gia tăng tài sản tích lũy. Vậy nếu bạn không thể đẩy mạnh thu nhập thì hãy làm giàu bằng cách khác. Hãy thực hiện thật từ tốn. Đây là cách mà phần lớn những khách hàng bình thường và thích mua xe cũ áp dụng. Họ đã thành công trong việc ngăn mình bị nhiễm thói tiêu pha hoang phí mà nhiều hàng xóm của họ đang mắc phải. Hơn 70% hàng xóm của họ kiếm được bằng hoặc nhiều tiền hơn họ, nhưng chưa đến 50% trong số đó có tài sản có giá trị từ 1 triệu đô la trở lên. Đa số những người hàng xóm có thu nhập cao mà tài sản dòng thấp này đã chi tiêu sai mục đích. Họ cho rằng chỉ cần tập trung sức lực vào việc tạo ra thu nhập thật cao thì họ sẽ tự động trở nên giàu có. Họ xuất sắc khâu tấn công. Hầu hết đều thuộc nhóm 3% hay 4% có thu nhập cao nhất trong toàn bộ các gia đình ở Mỹ. Hầu hết đều trông giống như các triệu phú. Tuy nhiên họ không hề giàu. Chúng tôi lại một lần nữa phải nêu ra nhận xét của rất nhiều triệu phú. Ở Mỹ, việc kiếm được nhiều tiền dễ dàng hơn việc tích lũy tài sản. Chương 5. Chăm sóc kinh tế ngoại trú. Các nhân vật của chúng ta, tạm gọi ông Leimer và bà Mary, xuất thân trong gia đình giàu có. Hàng năm, Mary được cha mẹ chu cấp hơn 15.000 đô la. Bà cứ tiếp tục nhận số tiền này cùng với nhiều hình thức giúp đỡ khác cho đến tận bây giờ. Dù đã kết hôn với ông Leimer gần 30 năm nay, giờ đây hai vợ chồng Mary đã hơn 50 tuổi và sống trong ngôi nhà đẹp đẽ ở một khu vực sang trọng. Họ đều là thành viên của các câu lạc bộ thể thao ngoài trời, đều thích tennis và golf. Cả hai đều lái những chiếc xe xa xỉ, nhập khẩu từ nước ngoài. Cả hai đều mặc quần áo hàng hiệu và giao thiệp với vài tổ chức phi lợi nhuận. Con cái họ đều theo học những trường tư đắt đỏ. Cả hai đều thích những loại rượu hảo hạng, những món sơn hào hải vị, đồ trang sức cao cấp. Hàng xóm láng giềng, ai cũng nghĩ Leimer và Mary rất giàu có. Một số còn chắc như đinh đóng cột rằng tài sản của vợ chồng nhà ấy phải lên đến hàng chục triệu đô la. Nhưng vẻ bề ngoài hoàn toàn có thể đánh lừa bạn. Họ không giàu. Tệ hơn là thu nhập của cả hai vợ chồng đều không cao. Mary ở nhà lo việc nội trợ, Leimer làm quản lý ở trường đại học địa phương. Trong suốt 30 năm kết hôn, thu nhập hàng năm của hai vợ chồng chưa bao giờ vượt quá 60.000 đô la. Mặc dù lối sống của họ thì chẳng khác gì một gia đình có thu nhập trên 100.000 đô la. Chưa bao giờ Leimer và Mary cùng nhau lập kế hoạch chi tiêu. Năm nào họ cũng dùng quá số tiền kiếm được. Họ cũng xài hết cả tiền Mary nhận được từ cha mẹ của mình. Nói ngắn gọn, Leimer và Mary có thể sống xa hoa đến thế là vì họ được hưởng cái mà chúng tôi gọi là chăm sóc kinh tế ngoại trú. Khái niệm chỉ những món quà có giá trị kinh tế lớn và những khoản giúp đỡ hào phóng mà một số bậc phụ huynh dành cho con cháu đã trưởng thành của mình. EOC. Nhiều người cung cấp EOC ngày nay đã chứng minh được kỹ năng tích lũy tài sản xuất sắc từ khi còn trẻ. Nhìn chung, họ rất căn cơ trong chi tiêu và lối sống của bản thân, nhưng lại không truyền lại được điều này cho con cháu. Những bậc phụ huynh này cảm thấy bị thúc ép, thậm chí là có nghĩa vụ phải hỗ trợ tài chính cho con cái cùng gia đình của chúng. Kết quả của sự hào phóng này là họ có tài sản ít hơn đáng kể so với những người cùng độ tuổi, thu nhập và nghề nghiệp, nhưng con cái họ độc lập về kinh tế. Nhìn chung, duy trì việc chu cấp vật chất và tiền bạc khi con cháu đã trưởng thành có thể làm giảm khả năng tích lũy tài sản của cả bên cho lẫn bên nhận. Người cung cấp EOC thường đinh ninh rằng con cái họ không thể duy trì được cuộc sống của tầng lớp trung thượng lưu nếu không được trợ cấp. Kết quả là ngày càng có nhiều chủ hộ gia đình là con cái của các gia đình giàu có đang được nhập vai những kẻ thành đạt của tầng lớp trung thượng lưu thu nhập cao, tuy chỉ là cái mã bề ngoài. Thành phần con nhà giàu này tiêu thụ rất nhiều sản phẩm và dịch vụ đắt tiền, từ những ngôi nhà xây theo phong cách cổ xưa ở vùng ngoại ô thượng lưu cho đến những chiếc xe nhập khẩu.
từ những câu lạc bộ thể thao ngoài trời sang trọng mà họ tham gia, cho đến những trường tư mà con cái họ theo học. Họ chính là những bằng chứng sống cho một quy luật đơn giản về EOC. Tiêu tiền của người khác bao giờ cũng dễ hơn tiêu tiền do chính mình làm ra. Tình trạng EOC rất phổ biến ở Mỹ. Hơn 46% số người giàu ở Mỹ chu cấp EOC ít nhất là $150,000 mỗi năm cho con cháu đã trưởng thành. Gần một nửa số người đã trưởng thành của các gia đình giàu có đang ở độ tuổi dưới 35 nào cũng được cha mẹ chu cấp tiền bạc. Tần suất chu cấp có giảm xuống khi những người con nhiều tuổi hơn. Khoảng 1/5 số người ở độ tuổi 45 đến 55 vẫn còn nhận được tiền từ cha mẹ. Hãy lưu ý rằng, các con số ước tính dựa trên những chương trình khảo sát được thực hiện với đối tượng là con cái đã trưởng thành của các gia đình giàu có, và rằng những người hưởng EOC này có xu hướng đánh giá thấp cả tần suất lẫn giá trị những món quà mà họ được nhận. Điều thú vị là những người cho EOC thì lại báo cáo tần suất và giá trị tương ứng cao hơn nhiều so với con cái của mình. Nhiều món quà thuộc dạng EOC được trao hết một lần. Ví dụ, ông bà cha mẹ giàu có tặng con cháu cả bộ sưu tập tiền xu, tem và những món quà tương tự. Khoảng 1/4 các bậc phụ huynh giàu có đã chọn cách này. Khoảng 45% người giàu chi trả phí y tế, nha khoa của con hoặc cháu đã trưởng thành. Trong 10 năm tới, số lượng người giàu ở Mỹ, chỉ tính những người có giá trị tài sản ròng từ $1,000,000 trở lên, sẽ tăng nhanh gấp 5 đến 7 lần số hộ gia đình nói chung. Song song đó, người giàu cũng sẽ sinh ra nhiều con cháu hơn đáng kể so với bây giờ. EOC sẽ tăng mạnh, số lượng danh mục tài sản trị giá từ $1,000,000 trở lên sẽ tăng 246% trong 10 năm tới. Tổng khối lượng này được định giá trên nhiều nghìn tỷ đô la, nhưng cũng gần như chừng ấy tài sản sẽ được phân phát đi trước khi các bậc phụ huynh triệu phú thành người thiên cổ. Chi phí cho việc chu cấp EOC cũng sẽ tăng lên rất nhiều trong tương lai. Trường tư, xe hơi xa xỉ, nhà cửa ở vùng ngoại ô thời thượng, dịch vụ nha khoa, thẩm mỹ và nhiều khoản EOC khác đang tăng lên với tốc độ vượt xa chỉ số giá sinh hoạt nói chung. Hãy dạy con bạn cách câu cá. Khi chúng tôi giảng về mối quan hệ giữa EOC và những thành tựu về mặt kinh tế, nhiều thính giả đã có chung một câu hỏi. Nếu không nên cho tiền, thì hình thức chu cấp nào có lợi hơn? Họ rất háo hức muốn biết làm thế nào để nâng cao năng lực kinh tế của con em mình. Ở đây, một lần nữa chúng tôi lại nhắc họ rằng dạy con biết sống tiết kiệm mới là điều tối quan trọng. Bằng không, những đứa trẻ sẽ lớn lên thành những người lớn siêu tiêu dùng. Suốt những năm tháng tuổi trẻ cho tới tận lúc trung niên, chúng vẫn không biết tự câu cá mà lúc nào cũng cần nguồn cung cấp cá. Bạn có thể chuyển giao cho con cái những gì để giúp chúng trở thành những người lớn có khả năng kiếm được nhiều tiền? Bạn có thể cho chúng cái gì? Người giàu luôn đánh giá rất cao giá trị của một nền tảng giáo dục chất lượng. Chúng tôi đã hỏi các triệu phú rằng họ có đồng ý với tuyên bố sau đây hay không? Những gì học được ở trường hầu như không giúp ích gì cho tôi trong việc bươn trải kiếm sống ngoài đời thực. Kết quả như sau: 14% đồng ý, 6% không có ý kiến, 80% còn lại không đồng ý. Đó là lý do các triệu phú dành rất nhiều nguồn lực cho việc học hành của con em mình. Và khoản chu cấp từ cha mẹ mà các triệu phú thường nhắc đến nhất định chính là học phí. Tỷ lệ triệu phú đề cập đến những hình thức chu cấp khác nhỏ hơn nhiều. Khoảng 1/3 nhận được sự hỗ trợ tài chính khi mua ngôi nhà đầu tiên. Khoảng 1/5 nhận được một khoản vay không tính lãi trong suốt cuộc đời. Chỉ có 3/5 là từng được bố mẹ cho tiền để thanh toán các khoản vay thế chấp. Vậy để sau này khi trưởng thành, con cái bạn có nhiều khả năng thành công về mặt kinh tế hơn, thì ngoài việc cho con cái đi học, bạn hãy tạo nên một môi trường đề cao những suy nghĩ và hành động độc lập, trân trọng những thành tích cá nhân, cũng như tưởng thưởng cho tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo. Vâng, những thứ tuyệt vời nhất trên đời này lại thường miễn phí. Hãy dạy con bạn cách tự đứng trên đôi chân của mình. Cách này ít tốn kém về mặt tài chính, về lâu dài. Nó mang đến những lợi ích tốt nhất cho cả con cái lẫn cha mẹ. Có vô số ví dụ về mối quan hệ nghịch đảo giữa khả năng thành công về kinh tế và sự hiện diện của các khoản EOC lớn. Những dữ liệu riêng mà chúng tôi thu thập được trong suốt 20 năm qua liên tục xác nhận kết quả này. Ngoài học phí đại học ra, hơn 2/3 số triệu phú ở Mỹ không nhận được thêm bất kỳ khoản chu cấp nào từ cha mẹ nữa.
mà phần lớn trong số này có cha mẹ là triệu phú. Chỉ làm con cái đã yếu càng thêm yếu. Đa số các triệu phú có ít nhất là 2 đứa con. Thông thường, đứa con kiếm được nhiều tiền nhất sẽ nhận được phần tài sản nhỏ nhất từ cha mẹ. Còn đứa con kiếm được ít tiền nhất thì nhận được cả EOC lẫn phần tài sản lớn nhất. Giờ hãy thử tưởng tượng bạn là một ông bố, một bà mẹ triệu phú. Bạn thấy rằng đứa con lớn nhất của mình ngay từ nhỏ đã tỏ ra độc lập, luôn cố gắng đạt được thành tích tốt nhất và có nề nếp kỷ luật. Theo bản năng, bạn sẽ nuôi dưỡng những phẩm chất này bằng cách không cố kiểm soát các quyết định của con. Thay vào đó, bạn dành nhiều thời gian để giúp một đứa con khác kém lanh lợi hơn trong những quyết định của nó. Thậm chí bạn quyết định thay con luôn. Và kết quả là bạn giúp đứa con mạnh càng thêm mạnh và làm đứa yếu càng thêm yếu hơn. Sản phẩm của EOC. Điều gì xảy ra khi những đứa trẻ yếu ớt trưởng thành? Chúng thường thiếu tính sáng tạo. Đa số trường hợp, chúng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng lại có khuynh hướng tiêu xài rất mạnh. Đó là lý do vì sao chúng cần đến những khoản trợ cấp kinh tế để duy trì mức sống mà chúng đã quen được hưởng khi còn ở nhà với cha mẹ. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại rằng, những đứa con trưởng thành càng được cho nhiều tiền thì càng tích lũy được ít hơn, trong khi những người được cho ít hơn lại tích lũy được nhiều hơn. Mối tương quan này đã được chứng minh bằng các số liệu thống kê. Tuy vậy, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ rằng tài sản của họ có thể tự động biến con cái thành những người tự chủ về kinh tế. Họ đã nhầm. Sự nề nếp, tính kỷ luật cũng như đầu óc sáng tạo không thể mua được bằng tiền như xe cộ hay quần áo. Ví dụ dưới đây sẽ minh họa cho quan điểm của chúng tôi. Một cặp vợ chồng giàu có nhất quyết đem đến cho con gái của họ, cô BPF, một lợi thế có thể. Khi cô BPF tỏ ra muốn mở công ty riêng, cha mẹ cô đã bỏ tiền ra để giúp cô, bởi họ không muốn cô phải vay nợ hay gặp bất cứ khó khăn tài chính nào. Cô BPF không phải đóng góp gì cả. Không chỉ có thế, cha mẹ cô còn tiếp tục cấp vốn cho việc kinh doanh của cô, hỗ trợ luôn cả tiền sinh hoạt. Công ty đem về cho cô BPF 50.000 đô la mỗi năm, còn cha mẹ cô vẫn chu cấp thêm gần 60.000 đô la dưới dạng tiền mặt và các dạng khác. Kết quả của môi trường lý tưởng này là giờ đây, cô BPF gần 40 tuổi nhưng vẫn sống trong căn nhà của cha mẹ. Và cha mẹ cô vẫn rót tiền cho công ty của cô với niềm tin rằng một ngày nào đó cô BPF sẽ thực sự độc lập. Về vấn đề này, chúng tôi không được lạc quan như cha mẹ của cô. Bởi lẽ những doanh nhân thành công nhất không giống như cô BPF. Mua một chiếc xe giá 45.000 đô la mà không cần thương lượng giá cả hoặc các điều khoản. Chỉ 5.000 đô la cho một chiếc đồng hồ đeo tay, 2.000 đô la cho một bộ quần áo và 600 đô la cho một đôi giày. Trả hơn 7.000 đô la lãi suất dư nợ trên thẻ tín dụng. Trả hơn 10.000 đô la các loại phí tham gia những câu lạc bộ thể thao ngoài trời ở địa phương. Liệu có bao nhiêu người trong giai đoạn khởi nghiệp mà đạt được những gì cô BPF đạt được chỉ trong một năm? Hầu như chẳng mấy ai làm được. Công ty của cô BPF cũng không hẳn là thành công khi liên tục nhận những khoản trợ cấp lớn từ cha mẹ cô, một cách trực tiếp và gián tiếp. Những điều kiện lý tưởng mà họ tạo ra cho cô chính là bước khởi đầu để cô tiêu xài mạnh tay cho các sản phẩm xa xỉ. Cô cũng không mấy quyết tâm với công ty của mình. Xét về lý thì cô BPF chẳng có mấy nỗi no, bởi cô có khoản chu cấp hào phóng từ cha mẹ. Ấy vậy mà lúc nào cô cũng nơm nớp sợ hãi. Cô cho chúng tôi biết cô có đến 12 nỗi sợ lớn. Và đây là vài nỗi sợ điển hình của cô BPF. Tài sản của cha mẹ cô bị đánh thuế nặng nề, phải cắt giảm đáng kể trong mức sống, công ty lụn bại, không đủ tài sản tích lũy để an tâm nghỉ hưu, bị anh em ruột ganh ghét vì được cha mẹ hỗ trợ tài chính nhiều hơn. Như vậy, cha mẹ cô BPF đã không đạt được mục tiêu là để con gái họ không bao giờ phải lo nghĩ. Phương pháp mà họ áp dụng đã cho kết quả ngược lại. Người ta thường cố che chắn để con mình khỏi đối mặt với những khó khăn kinh tế. Nhưng thái độ bao bọc đó lại thường tạo nên những con người luôn bất an về tương lai. Kết quả của việc không nhận EOC. Chữ ký của bạn đáng giá bao nhiêu? Điều này tùy thuộc vào cách nó được sử dụng. Một chữ ký đã giúp Paul O'Feely thành lập công ty mang biệt danh của ông, Kinko's. O'Feely gây dựng cơ nghiệp từ 5.000 đô la vay của cha vào năm 1969. Giờ đây, doanh thu hàng năm của Kinko's đã đạt 600 triệu đô la.
nhưng hẳn sẽ không có thành công đó nếu cha mẹ của Ophelia tạo ra cho con trai môi trường lý tưởng giống như cô BPF, và ông ấy sẽ khó mà thành công được như ngày hôm nay. Ông Ophelia đã có một thứ mà tất cả các chủ doanh nghiệp thành công đều có: dũng cảm chấp nhận rủi ro tài chính. Nhưng cô BPF thì hầu như không phải đối diện nào với rủi ro nào. Từ điển Webster định nghĩa sự dũng cảm là sức mạnh trí óc hoặc tinh thần để đương đầu với nghịch cảnh, mối nguy hiểm hoặc thách thức cam go. Lòng dũng cảm là thứ có thể phấn đấu để có, nhưng nó không thể được nuôi dưỡng trong một môi trường triệt tiêu mọi rủi ro, mọi khó khăn, mọi nguy hiểm. Vì không có sự dũng cảm đó nên cô BPF không dám rời nhà cha mẹ, mở rộng kinh doanh và từ chối những khoản EOC lớn hơn. Để làm việc trong một môi trường thưởng phạt theo năng suất cũng cần sự dũng cảm. Đa số những người giàu đều dũng cảm, bằng chứng là phần lớn triệu phú ở Mỹ đều là doanh nhân tự doanh hoặc người làm nghề tự do được trả tiền dựa trên một cơ sở mang tính thúc đẩy. Hãy nhớ rằng, cho dù cha mẹ họ có giàu có hay không, thì hầu hết các triệu phú ở Mỹ đều làm giàu bằng chính sức lực của mình. Họ dũng cảm nắm bắt cơ hội làm ăn, mà các cơ hội kinh doanh thì luôn có rủi ro đi kèm. Một trong những doanh nhân vĩ đại nhất, đồng thời là nhân viên kinh doanh xuất sắc phi thường của mọi thời đại, Ray Kroc, cũng tìm hiểu lòng dũng cảm đó khi tuyển chọn các chủ nhân và giám đốc điều hành tiềm năng cho chuỗi nhà hàng nhượng quyền McDonald's. Kroc chào đón tất cả những nhân viên bán hàng qua điện thoại, vì không dễ tìm được những người có đủ dũng cảm để chịu sự đánh giá nghiêm khắc dựa trên hiệu quả làm việc. Kroc tiếp xúc với Betty Agate lần đầu tiên khi cô gọi điện không hẹn trước cho những người làm việc trong khu tài chính ở Chicago. Thư ký của Kroc hỏi, vì cớ gì một người Do Thái lại đi bán kinh thánh của người Công giáo chứ? Và nhận được câu trả lời, kiếm sống. Kroc giải thích rằng, bất cứ ai đủ dũng cảm để làm cái việc mà Betty Agate đang làm đều là ứng cử viên sáng giá để mua một trong những cửa hàng nhượng quyền của mình. Và ông bán nhà hàng nhượng quyền đầu tiên ngoài phạm vi California cho Betty Agate với mức giá $950. Trong đời mình, cô BPF đã thực hiện bao nhiêu cuộc gọi không hẹn trước kiểu như vậy? Không cuộc nào. Hầu hết những người mua sản phẩm của cô đều là bạn bè hoặc bạn làm ăn của cha mẹ và họ hàng. Liên hệ với những người này thì cầm chắc phần thắng rồi. Các bậc phụ huynh thường hỏi chúng tôi cách để khơi dậy lòng dũng cảm trong con em của họ. Chúng tôi khuyên họ nên để những chàng trai cô gái ấy được tiếp xúc với nghề bán hàng. Hãy khuyến khích con bạn tranh cử vào ban cán sự lớp khi chúng học tiểu học hoặc trung học. Chúng sẽ phải tự quảng cáo bản thân trước toàn thể bạn bè. Đi làm nhân viên bán lẻ cũng là một cách để chúng nhận được những đánh giá hết sức khách quan. Và như chúng ta thường nhất trí với nhau, đối với những người thành công về mặt kinh tế thì vẻ ngoài ít quan trọng hơn nhiều so với sự dũng cảm, tính kỷ luật và ý chí quyết tâm của họ. Những nguyên tắc dành cho phụ huynh triệu phú và con cái thu nhập cao. Những triệu phú có con cái thành đạt đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin quý giá về cách họ nuôi dạy con cái. Dưới đây là một số gợi ý của họ. 1. Đừng bao giờ nói với con rằng cha mẹ chúng giàu có. Nhiều người con trưởng thành của các Âu có khả năng kiếm nhiều tiền nhưng lại tích lũy rất kém. Chúng tôi tin rằng một trong những lý do chính là khi còn nhỏ, họ thường xuyên nghe nói rằng cha mẹ họ rất giàu. Những Âu trưởng thành thường là sản phẩm của những bậc cha mẹ lúc nào cũng sống theo cách mà họ nghĩ là phù hợp với giới được cho là giàu. Tức là sống theo phong cách đẳng cấp cao cùng lối tiêu dùng bạt mạng vốn đã quá phổ biến ở Mỹ. Không có gì khó hiểu khi con cái họ cũng cố gắng bắt chước họ. Ngược lại, những Paul trưởng thành có cha mẹ là triệu phú thì nhắc đi nhắc lại với chúng tôi. Chúng tôi tuyệt nhiên không biết ba mình rất giàu cho đến khi tôi trở thành người thực thi di chúc của ông. 2. Cho dù bạn giàu có, nhưng hãy dạy con nếp sống kỷ luật và tiết kiệm. Những thông điệp mà con cái nhận được nên là: hãy cứng cỏi, cuộc sống là vậy. Nói cách khác, không ai hứa với con cuộc đời con sẽ toàn hoa hồng. Không bao giờ được nói khốn khổ thân tôi hay tự thấy thương hại mình. Tiết kiệm bây giờ để sau này khỏi phải túng thiếu. Nói cách khác, con đừng lạm dụng những gì mình có. Dùng đồ đạc phải biết giữ gìn, như thế chúng sẽ bền hơn. Đừng lãng phí tiền của cha mẹ. Hãy phấn chấn lên. Giúp đỡ những người thật sự cần trợ giúp trước khi họ phải mở lời. 3.
đảm bảo rằng con bạn sẽ không nhận ra bạn giàu có cho tới khi chúng hình thành được phong cách sống chín chắn, có kỷ luật và trưởng thành, nghề nghiệp ổn định. Tiền đem lại cho bọn trẻ quá nhiều lựa chọn, nhất là khi chúng còn ít tuổi, có quá nhiều thứ nhấn mạnh vào hoạt động tiêu dùng, và tôi chưa bao giờ cho chúng tiền vì lý do này. Điều mà tôi vẫn luôn nói với con mình là nếu con cần mua một món đồ đắt tiền, trước hết con phải tự nghĩ ra cách làm ra số tiền đó. Một triệu phú đã nói như vậy. 4. Hạn chế tối đa việc thảo luận về những thứ mà mỗi người con hay người cháu sẽ được thừa kế, được nhận. Đừng bao giờ xem nhẹ những lời hứa bằng miệng kiểu như Billy, con sẽ có ngôi nhà này. Bob, một căn nhà nghỉ mùa hè. Barbara, bộ đồ ăn bằng bạc. Sau một cuộc trò chuyện đặc biệt là khi mọi người đang cao hứng sau vài ly rượu, bạn có thể vô tình thốt ra điều đó rồi sau quên mất, hoặc nhầm lẫn không biết đứa nào được cái gì. Chỉ có đám con cháu là không quên, chúng sẽ quy kết cho bạn và anh chị em của chúng là đã lừa dối. Những lời hứa suông thường là đầu mối của sự bất hòa và tranh cãi. 5. Đừng bao giờ cho tiền hoặc tặng con cái đã trưởng thành của bạn những món quà đắt tiền như một điều kiện trao đổi. Thay vào đó, hãy cho vì tình yêu thương, thậm chí là vì nghĩa vụ và sự hào phóng. Những người con đã trưởng thành thường sẽ mất đi sự kính trọng và tình yêu đối với cha mẹ nếu bị cha mẹ gây áp lực với những mánh khóe đàm phán. Sự ép buộc kiểu này thường là sản phẩm của việc cha mẹ hay thương lượng với con cái khi chúng còn nhỏ. Ngay cả những đứa trẻ đã hiểu được những lợi ích kiểu Johnny có cái xe đạp thì con cũng phải có cái xe ba bánh chứ. Johnny và em trai nên hiểu những món quà ấy như biểu hiện của tình yêu thương và sự hào phóng. Nhưng ngược lại, chúng lại rút ra kết luận rằng cha mẹ chúng phải bị thúc giục, bắt ép và gây áp lực thì mới cho chúng những thứ đó. Có thể hai cậu bé sẽ bắt đầu xem nhau như đối thủ cạnh tranh. 6. Không can thiệp vào các vấn đề trong gia đình riêng của con. Các bậc cha mẹ xin hãy lưu ý một điều rằng quan điểm của bạn về cuộc sống lý tưởng có thể hoàn toàn đối lập với quan điểm của con trai, con gái cũng như con dâu, con rể. Chúng thường không bằng lòng với sự can thiệp của cha mẹ. Hãy để chúng tự lo liệu cuộc sống riêng. Thậm chí khi bạn muốn đưa ra lời khuyên, hãy hỏi xem chúng có đồng ý không. Bạn cũng nên hỏi ý kiến của chúng khi định tặng chúng những món quà có giá trị. 7. Đừng cố gắng cạnh tranh với con mình. Đừng bao giờ khoe khoang rằng bạn đã tích lũy được bao nhiêu tiền. Việc này khiến con bạn thấy khó hiểu. Thường thì chúng không thể cạnh tranh với cha mẹ về phương diện này, mà chúng cũng không hề muốn làm thế. Bạn không phải khoe về những thành tích của mình. Con cái bạn đủ thông minh để trân trọng những gì bạn đã làm được. Đừng bắt đầu cuộc nói chuyện bằng câu "khi bằng tuổi con, cha đã". Đối với nhiều người con trưởng thành xuất thân từ gia đình triệu phú, việc tích lũy tài sản không phải là mục tiêu tối thượng. Thay vào đó, họ muốn theo đuổi con đường học vấn, được bạn bè và đồng nghiệp tôn trọng và có được vị trí cao trong sự nghiệp. So với cha mẹ mình thì nhiều người thuộc thành phần này ít đề cao sự chênh lệch về thu nhập và tiền bạc tích lũy được trong các loại hình nghề nghiệp. Người triệu phú thế hệ thứ nhất điển hình thường là chủ doanh nghiệp. Ông có giá trị tài sản ròng cao nhưng lại thường đánh giá bản thân mình thấp kém. Những bậc cha mẹ giàu có nhưng địa vị xã hội không cao thường xem nghề nghiệp danh giá của những đứa con trưởng thành với nhiều bằng cấp như thành tích của chính mình vậy. Nhiều triệu phú không muốn con cái trở thành doanh nhân tự doanh, và trên thực tế thì hầu hết con cái của các triệu phú chẳng bao giờ trở thành chủ doanh nghiệp. Tiền bạc chỉ nằm ở vị trí thứ hai, thứ ba gì đó trong danh sách các mục tiêu và thành tích của họ. 8. Luôn nhớ rằng các con bạn là những cá thể riêng biệt. Chúng có động cơ và thành tích khác nhau. Dù bạn cố gắng đến mấy thì vẫn sẽ xảy ra tình trạng thiếu công bằng trong việc chu cấp kinh tế cho con cái. Việc trợ cấp cho những đứa thu nhập ít hơn chỉ có xu hướng gia tăng, chứ không làm giảm đi sự cách biệt trong tài sản giữa các con. Sự cách biệt này có thể gây ra bất hòa, bởi vì những anh chị em thành đạt hơn có thể sẽ trả lại các khoản chu cấp cho cha mẹ của mình. 9. Đề cao thành tích mà con bạn đạt được, bất kể thành tích ấy nhỏ bé đến đâu. Không phải vì đấy là biểu tượng cho thành công của con bạn hay của chính bạn. Hãy dạy con nỗ lực đạt được điều gì đó, chứ không phải chỉ biết tiêu xài. Kiếm tiền để đẩy mạnh chỉ tiêu không nên là một mục tiêu lớn nhất của một người. Đây chính là điều mà cha của Ken luôn dạy anh. Ken đã giành được tấm bằng MBA loại ưu về tài chính và marketing. Cha anh là bác sĩ và là thành viên ưu tú của nhóm Paul. Ông thường bảo Ken, cha không thấy ấn tượng với những gì mọi người sở hữu, nhưng cha bị ấn tượng với những gì họ đạt được. Cha tự hào là vị bác sĩ.
con phải luôn luôn nỗ lực để là người giỏi nhất trong lĩnh vực con tham gia. Đừng chạy theo đồng tiền. Nếu con là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, tiền sẽ tự tìm đến với con. Điều gì ở Ken khiến cha anh đánh giá cao nhất? Thứ nhất là việc tôi làm bồi bàn bán thời gian trong một tiệm bánh suốt mấy năm học trung học. Thứ hai là việc tôi chưa bao giờ xin tiền ông. Ông tự nguyện cho tôi vay vài nghìn đô la để mở công ty ngay sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Thứ ba, tôi bán công ty và thu về lợi nhuận đủ để trang trải toàn bộ tiền học phí cho chương trình sau đại học. Và tôi chưa bao giờ đòi hỏi bố mẹ phải chu cấp thêm. Cha của Ken là tấm gương tuyệt vời và là người thầy xuất sắc của con trai ông. Nhưng Ken cũng tin rằng những kinh nghiệm đầu đời mà công việc bồi bàn đem lại cho mình cũng có ảnh hưởng lớn. Tôi phải nhìn thẳng vào sự hỗn độn, cách sống của những người khác. Tôi nhìn thấy rất nhiều người chăm chỉ làm việc để nuôi gia đình mà lương thì chẳng là bao. Và tôi luôn tự nhắc mình không được lãng phí tiền bạc, bất kể tôi có kiếm được bao nhiêu. 10. Hãy nói với con bạn rằng rất nhiều thứ đáng giá hơn tiền bạc. Khỏe mạnh, sống lâu, hạnh phúc, gia đình êm ấm, tự lực cánh sinh, bạn bè tốt. Nếu có được 5 điều trong số đó thì con bạn đã giàu có rồi. Uy tín, sự tôn trọng, tính chính trực, trung thực và các thành tích đáng nể phục cũng là những điều con nên có trong đời. Tiền bạc chỉ là lớp kem phủ trên chiếc bánh cuộc đời mà thôi. Con không bao giờ phải vì nó mà lừa lọc hay trộm cắp, vi phạm pháp luật hay luồn lách trốn thuế. Việc kiếm tiền chân chính luôn dễ hơn nhiều so với không chân chính. Con sẽ không bao giờ tồn tại được trong kinh doanh nếu con chơi xấu với mọi người. Đời là một cuộc đua đường trường. Con không thể chạy trốn nghịch cảnh. Con không thể che giấu con cái trước những biến động của cuộc đời. Người ta đạt được thành tựu nhờ trải nghiệm và đương đầu với thử thách ngay từ những ngày họ còn thơ bé. Đây chính là những người không bao giờ từ chối quyền được đối mặt với vài cuộc chiến đấu, vài nghịch cảnh tai ương. Những người khác thật ra đã bị lừa. Họ cố gắng che chắn cho con cái khỏi mối đe dọa trong xã hội. Và rồi những đứa trẻ không bao giờ thực sự miễn nhiễm được với nỗi sợ hãi, sự lo lắng và cảm giác bị lệ thuộc. Tuyệt đối không. Các bạn thân mến, Tủ Sách Nhỏ vừa gửi tới các bạn nội dung của cuốn sách Triệu Phú Nhà Bên của tác giả Thomas Stanley và William Danko. Các bạn thân mến, trong cuốn sách này có những ví dụ không còn phù hợp với thời buổi hiện nay nên Tủ Sách Nhỏ xin phép được lược bớt đi. Hy vọng rằng qua cuốn sách mà Tủ Sách Nhỏ vừa gửi tới các bạn sẽ mang lại cho các bạn nhiều điều thú vị. Chúc các bạn sức khỏe và gặt hái thật nhiều thành công nhé! Bây giờ, Tủ Sách Nhỏ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở nội dung những cuốn sách lần sau.